Alo anh em, lại là mình đây. Sau bao nhiêu ngày đợi mong thì em nó cũng đã về tới cửa hàng của mình ha. Máy này thì anh em nhìn thì biết máy gì không? Nhìn sơ qua thì tưởng 651 nhưng mà thực chất nó không phải nha anh em. 651 thì mình làm biếng nói chuyện lắm. Còn đây là 661. Đây, ước mơ của nhiều anh em, trong đó cũng có mình nữa. Mình thì mình ngứa ngáy lắm, mình chỉ thấy đồ trên video thôi, chưa có được gặp ngắm nó ngoài thực tế. Rồi mình mới đặt mua ở trên fanpage á, bên kênh của nước ngoài á. Với máy của Việt Nam thì mình không có chơi. Cái này là mình mua thẳng trực tuyến bên nước ngoài về luôn. Có ông anh bển rồi ông gửi về cho mình. Máy ở bển về là nó là chuẩn xuất hàng xuất châu Âu nha anh em. Anh em coi mấy cái clip mà thấy mấy nước ngoài nó cắt á là nó đó. Nó có cái chữ mang gum nè. Anh em lưu ý, bên nước ngoài thì nó sẽ có cái chữ mang gum, còn máy của Việt Nam mình bán tại Việt Nam loại mà hai mấy triệu á thì nó sẽ không có chữ mang gum, và cái tem xuất châu Âu nó không có, tem xanh vàng nó sẽ không có đó. Mình cũng chia sẻ thật là vậy luôn. Còn cái này là máy bên nước ngoài gửi về cho mình, mà đặc biệt hàng bãi về là bình xăng lớn nó sẽ bị khoan dùi lủng đồ hết nha anh em. Mình coi nhiều clip rồi, mình thấy nó bị khoan lủng đồ hết. Còn cái tính của mình thì rất là kỹ, mình thử ra những cái hàng đó mình không chơi. Những cái hàng đó thuộc đánh về chất lượng là nó là hàng phế liệu, mình thử ra mình không có thích. Một con máy VIP là nó phải còn nguyên đai, nguyên bản, nguyên kiện của nó thì mình mới chịu. Không có hàng giá chấp giá bất cứ một cái điều gì hết thì mình mới chơi. Giờ lâu lắm rồi, cái lô kia thì nó tới mấy chục cây lận, nhưng mà nó đều bị khoan lủng này kia rồi mình không thích. Nói chung là máy mà rớ động vô con ốc gì luôn mình cũng không thích nữa. Mình thích là nguyên đai, nguyên kiện mình mới chịu. Tại mua về trước mắt là ra mắt anh em. Thứ hai là mình muốn test tiếng nổ thực tế, coi coi là nó có đã cái lỗ tai của mình không, như lời đồn không, có ăn nổi cấp bậc quyền thoại đàn anh 660 không. Máy của mình là chưa có bị khoan bất cứ một cái gì, hay là nứt nẻ hay là cái gì ngang. Nếu mà có nứt, có khoan, có dùi, có đục, có giá gì là tặng luôn cái máy cưa á, có thẳng luôn. Tem đồ Sima là còn nguyên đai nguyên kiện hết. Máy này thì khỏi phải bàn về chất lượng nữa anh em. Nhìn tổng quan em nó thì mình thấy nó khác nhiều so với 660. Rồi tới đây thì mình cũng sẽ làm một cái clip để so sánh hai máy sự khác nhau và có điểm nào giống không, ưu thế nhược điểm gì thì nó sẽ ra sao. Anh em thì đón về clip sau, còn clip này thì mình sẽ review cho anh em xem, chiêm ngưỡng thỏa mãn đam mê cùng mình. Này nó là Istin, chánh hãng của Đức, in the money 661, mới tin tình tin anh em. Lần chỉ đen đâu là còn hết luôn, nhưng mà cái này là có xăng nhớt rồi nha. Đây là ở bển là họ cưa mấy cái cây mà quảng cáo cho hãng Istin á, mấy cây thông lóng tròn 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 á, cắt dài mặt thôi là bị mình bóp cổ luôn. Mình chỉ thích chơi những hàng đó thôi, còn những hàng mà đem ra bãi là mình không chơi. Nè, mặt cưa còn dính luôn nè, tại mình chưa có vệ sinh.
cái này mà vệ sinh một cái thì nó mới khỏi phải bàn. Cắt mới cái dài mặt nè. Nó mới hả? Nó sao mà không đẹp. Rồi đem về mới nhận được bữa nay luôn, đi chơi Tết về không về lu bu công việc nhiều quá. Giờ mới cắt đai ra, đổ xăng nhớt rồi vô test thử coi nó có nổ không, để nhìn hình thức bên ngoài không nổ cái chết mình nữa. Cái công tắc của nó thì khác với 660 anh em, của người ta đóng le xuống vậy, vậy là nổ, vậy là tắt. Còn của nó là đóng, nó chỉ gạt lên vậy là tắt à, nó không có cái nắp tắt. Nó gạt lên vậy tắt, buông ra là về mức nổ à, nó ngộ vậy đó. Còn cái kia là công tắc 3 tầng là phải đẩy lên mới tắt. Còn cái này là nó về mức nổ, mình chỉ đóng lên vậy là tắt đó. Còn gì là gài le xuống, nó hơi khác khác chút xíu. Rồi, không để anh em chờ lâu, mình đi vào thực tế, test tiếng nổ cho anh em nghe thử. Xăng nhớt thì mình mới châm vô rồi, phân xích rồi là còn ok hết nha anh em. Rồi giờ test nổ thử, ấm ức lắm. Mỗi ngày coi toàn là trên video không à, mà chưa có về. Bữa tính mua mấy cái máy thùng kia ra test, nhưng mà cái đó mình đồ sức châu Á mình không thích, đồ của công ty đưa lên á, mình chơi thẳng cái này về luôn, để mình nghe tiếng thực tế cho nó đã, coi cái máy bên nước ngoài nó nổ sao. Rồi nổ nha anh em. Ừ, cũng nặng dữ á chứ, hơi gị cắm đầu anh em ơi. Trời ơi, trời ơi, nổ không. Xích sắc cho một cuộc tình ha anh em. Máy mới là nói sao nổ cũng đã. Mà để nữa mình làm hai cái clip so sánh tiếng nổ giữa thằng 661 này với cấp bậc đàn anh của nó là 660. Rồi cấp bậc đàn anh của 660 nó là đời trước nữa là bù quay. Là mình sẽ làm những clip đó luôn ha anh em. Còn giờ mình cho anh em nghe thử cái tiếng máy của nó và mình cũng nghe thử coi coi là nó, anh em xem và đánh giá giúp mình ha. Nó tiếng nổ mình cũng test thực tế rồi đó.
nó là vậy. Thằng này là nữa sau này nó sẽ thay thế cho thằng 660 của mình đó. 660 của mình thì nó khai tử rồi ha anh em, nó không còn sản xuất nữa. Giờ máy mà nếu mà còn tồn động lợi này kia rồi nó dạng phần trăm nó còn cao thì giá nó cũng cao lắm nghe anh em. Còn này thì trường Việt Nam mình thì mới luôn thì nó khoảng mấy công ty đưa ra thì nó 2 mấy triệu anh em nha. Tại vì giờ nó còn đang chênh lệch giá cả nhiều lắm. Nói chung là nó trên 20 triệu á, máy mới thùng của 661 trên 20 triệu. Như là nghe đâu đó là phải từ, nếu mình đó không lầm đó, bữa mấy ông anh mua về khai thác mình hỏi là 24.500.000. Đó là máy của Việt Nam mình. Còn cái máy này mình mua bên Fanpage về giá nó thì cao hơn nha, tại cái này nó tính bằng tiền đô bên nước ngoài thì thử ra nó hơi cao. Nhưng mà mình thích thì mình chơi thôi, chất lượng thì khỏi phải bàn. Máy kia thì nó không bằng được như thế này đâu nha. Tại vì cái này nó sản xuất xài trong nước của nó, hãng tin họ sản xuất xài trong nước thì độ bền nó rất bền và cao. Nó là một chiếc y như là chiếc Camry Mỹ với lại chiếc Camry của Việt Nam mình vậy đó. Hai thằng nó khác nhau là vậy đó, cũng đều là Camry. Nhưng mà nó là một thằng là xuất ở châu Âu, còn thằng là xuất đi thị trường châu Á thì nó khác anh em. Rồi ok, máy bay chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em vào clip sau. Anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo ha. Mình tin tình tình. Ok, máy bay chào tạm biệt anh em. Thích là chơi thôi.